Quý vị và các bạn đang theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài phát thanh truyền hình Hương Yên. Quý vị và các bạn thân mến, say nắng là hiện tượng phổ biến vào mùa hè. Khi có người bị say nắng, bạn có thể áp dụng những bài thuốc dân gian để chữa say nắng ngay tại nhà. Thông tin được chúng tôi tổng hợp từ trang dân trí và trang tin tức 24 giờ. Dưa hấu, bí đao, điều trị say nắng nóng. Theo kinh nghiệm dân gian, Bài thuốc chữa say nắng, say nóng với dưa hấu và bí đao đơn giản mà mang lại hiệu quả cao. Sử dụng dưa hấu 500g, bí đao 500g, đường trắng vừa đủ. Bí đao gọt vỏ, bỏ ruột, rửa thật sạch. Dưa hấu lấy ruột, bỏ hạt, hai thứ thái miếng, dùng máy ép hoặc dã nhỏ vắt lấy nước, rồi thêm một chút đường trắng hòa tan, chia uống nhiều lần trong ngày. Ngoài công dụng chữa say nắng, say nóng, nước ép dưa hấu và bí đao còn giúp giải nhiệt, giải độc. Dùng nước ép dưa hấu và bí đao trong những ngày nắng nóng hoặc phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng có công dụng giải nhiệt, giải độc, phòng chống, say nắng, say nóng rất hiệu quả. Bài thuốc trị say nắng, say nóng từ rau má. Khi bị trúng nắng nhức đầu, xây sở mặt mày, lấy rau má dã dạ vắt nước cốt cho vài hạt muối và uống. Còn bã đắp hai thái dương và gan bàn chân. Nếu có thể cho chút bột sắn dây hòa cùng nước cốt rau má, nhưng lại không cho muối mà cho chút đường vào để dễ uống. Ngày uống từ 2 tới 3 lần. Ngày hè có thể xay rau má tươi lấy nước uống giải khát hoặc nấu nước uống. Qua kinh nghiệm, nhân dân coi rau má là vị thuốc có tính mát, vị đắng hơi the, mùi thơm, có tác dụng mát huyết, giải nhiệt, nhuận gan, tiêu độc. Phòng tránh say nắng bằng hoa quả dầu vitamin C các loại hoa quả giàu vitamin C như cam, quýt, xoài, thành phần chủ yếu là nước, glucid, vitamin C, A, phốt pho. Các chất này giúp làm tăng hệ miễn dịch và ngăn chặn cảm lạnh mùa hè, có tác dụng chống say nắng hiệu quả bằng cách làm sinh tố uống hoặc ăn xoài ướp chút muối trước khi ra nắng khoảng 20 phút. Ngoài ra, những loại quả, củ có màu sắc càng rực rỡ, càng giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa rất tốt cho da đặc biệt vào mùa hè sẽ giúp bạn có làn da mềm mại và mịn màng, tăng sức đề kháng như dưa hấu, đu đủ, bí ngô. Đậu xanh giải nhiệt mùa hè Theo đông y, đậu xanh vị ngọt tính mát vào tâm, vị, tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi thủy, giải nhiệt độc dược. Dùng cho các trường hợp say nắng, say nóng, sốt cao mất nước, mụn nhọt, lở ngứa, giảm mỡ máu, hào huyết áp, có thể dùng từ 15 tới 100 g dưới dạng nấu hầm sắc, nên dùng đậu xanh còn nguyên vỏ vì vỏ đậu xanh có vị ngọt, tính mát, không độc. Tác dụng thanh nhiệt giải độc tốt hơn thịt hạt đậu còn giúp sáng mắt lợi tiểu. Khi bạn làm việc chân tay nặng nhọc hay đi ngoài đường về đẫm mồ hôi thì nên uống một cốc nước chè đậu xanh sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể say nắng và các bệnh liên quan đồng thời xóa đi sự mệt mỏi sau thời gian hao tốn năng lượng. giải nhiệt bằng mướp đắng. Theo đông y, mướp đắng có vị đắng, hàn, không độc, bổ huyết, gan, giải độc. Có tác dụng trị mụn nhọt, rôm sẩy, hạ nhiệt, giải độc, trị tiểu đường và đặc biệt có tác dụng giảm cân là món ăn bổ dưỡng vào mùa hè. Bạn có thể phơi nắng, sấy khô mướp đắng. Mỗi lần sử dụng cho một ít mướp đắng khô vào nước sôi để hãm trà. Khi uống có thêm đường, mật ong, đá tùy khẩu vị. Trong những ngày hè oi ả, à, bạn nên thường xuyên sử dụng món canh mướp đắng nhồi thịt có tác dụng chữa bệnh và giúp thanh lọc cơ thể cho bữa cơm gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh nhân tim mạch và những lưu ý trong mùa hè nắng nóng sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.